Please pay attention when exiting the train, and mind the gap between the train. This is Heathrow Terminal 5. Tay anh em sợ cho tim. Rồi sao? Logistic thật cầm cần. I'm going back to the start. Ooh, oh. Vừa y luôn. Chưa cái ngón út, không kịp rồi. Ok ha. Dạ. Yeah. Đúng chưa? Ngón gần cúc, gần cuối không có. Ủa? Đâu? Cái này đâu? Ủa hình như đúng rồi. Đúng rồi mà. Cái tay đen nhỏ này. Tay nhỏ hả? Ừ. Rồi, ok. Bè mình đang ở đâu vậy em bé? Đang ở ngã trừ cái không cô đơn. Canary Wharf gì đó luôn. Leicester Square. Đây là cái không cô đơn. Để đất nước nào yêu xinh đẹp. Thank you.
đó. Chân. Bây giờ ăn đi hai hàng. Để cho em vậy. Ui, con đi nghe nó gọi ăn nữa kìa. Ăn không vậy? Nó chê. Nghĩ sao vậy? Còn nó khô quá ha. Nhanh thiệt luôn đó. Nó chọi vô đầu. Chọi đúng đầu nhỏ. Trời ơi. Còn cảnh tượng hỗn loạn ở đảo chớm. Béo phì ấy em, mình đang nói muốn từ béo phì cái bạn. Ui, bọn này tranh giành nhau. Ui, có mấy con thiên nghe nó giành ghê luôn. Không đánh nhau vậy? Không. Con này ăn hoài luôn. Con này ăn hoài luôn. Thường quá ha, chắc đói lắm hả? Có đói không mấy con? Cái gì mà cú rồi. Anh liền xa xa ra cho ngoài xa người ta có ăn với anh. Mày đừng có bay xuống dưới luôn. Ừ. Cái gì? Ừ, lóc tay anh có mấy tờ giấy nè. Cái gì kiếm giấy nè. Anh nghĩ mình làm vậy lâu lắm em. Không đổ nguyên cái hộp tôi. Mình còn đồ ăn thừa anh em ra cho các cháu ha. Dạ. Ôi, cây đã náo loạn ở đâu chó. Rồi em định cái con nghe rồi. Bỏ nó nha. Miếng ăn là miếng nhục mà. Hay lo. Gin tonic. Tại sao nhờ gin tonic mà mới có bộ? Cái này cổ ghê. Mấy cái bài trứng này nhìn đẹp ghê. Cái này nhìn quá thích. Cái màu đỏ này nhìn mẹ. Ăn bò, ăn thịt cù. Để thích những cây nè. Cái nào sơm sơm, có cái này sơm sơm đúng không? Cái này quà gift box. To Westminster Abbey. Okay, let's go. Khổ quá nó chỉ đi đâu.
xin mời các bạn. Chừng đụng cái áo em bé. Muốn mình cầm cái bình nước để đựng sô cô la hay là mỗi bị nóng đúng không? Rồi.
Do you want extra guacamole? Burrito? Yes. Cheese? A little bit, yes. A little bit. Sau khá khá nhiều lần thất bại thì hôm nay có vẻ trân tru hơn. Nên đâu vậy anh? Đi ăn tối. Ăn tối đi hả? Đi lấy em hả? Đoàn sát ảo bình cho ở đây thì nó ở trên đúng không? Ờ. Why, huh? Last Christmas, give you my heart. Đây là sếp Trung đang chuẩn bị ướp stick. Không biết là tối nay có ăn tối được hay không. Nhưng mà tối nay sếp Trung đây là khoai tây, mình sẽ nướng khoai tây. Nói chung là phải đủ mới lại. Chào các bạn. Chiều đó này có cảnh tụi mình đang Wow.
This is reality of ice skating. Đây đồ xanh nghề gõ là cái sản duy nhất. Okay, come on, let's go.
em xe của nó. Một xe xe đó là đó là một chú đang vẫy. Xe xe đó là bánh xe đúng không? Đường về nhà là vào tim ta. Đây là chân dung một thanh niên không để người yêu phải sách gì cả. Sợ. Vaccination registration. Lunch with a view, Tower Bridge, Blood Tower of London. Ô, con chim, con chim. Bọn này nguy hiểm lắm. Ngon nhỉ? Cheers. Cheers. Bon appetit. Bon appetit. Nó có schedule à? Mấy cái khi mà mấy cái tàu lớn nó đi qua sẽ nâng lên. Sài đang đi từng bước xuống. Đây là chân dung chàng trai người yêu. Người yêu đi chích vaccine booster về nằm một cục. Thế là được anh người yêu tất bật nấu nướng. Đây là anh đang nấu gì vậy? Ăn sợ cà chua. Để nấu canh trứng. Canh trứng hả? Canh trứng cho em hả? Thương quá vậy? Sao anh cưng em quá vậy? Tác dụng phụ của vaccine là bị nhiễu. Nhông nhiễu. Tất bật luôn. Mẹ hả? Sao tất bật vậy? Sao tất bật vậy? Sao anh tất bật vậy? Tất bật làm canh cho đứa hạt, làm canh cho đứa sáng. Mẹ hả? Có nhiều cách mây. Mẹ thật luôn. Đây là Master Chef đang xem công thức. Tập tạ để làm gì? Cứ bắt phụ để làm gì? Để đánh trứng và nấu canh mây cho người yêu ăn. Đây là recipe chung sau khi cho bột nêm canh chua và canh mây đó.
sẽ là cho trứng vào. Mình sẽ nên khuấy lên nữa. Tất cả mọi người không? Tất cả mọi người. Wow. Cắt ở ngoài vườn. Ai cho anh cắt hành của em vậy? Ai cho anh chậm hành của em? Các bạn ạ. À. Trời trong xanh, nắng long lanh. Một bé xài đang tiến vào Canary Wharf. Ôi, mới ăn xong nấu quá. Bánh chế bánh nem. Dễ sướng quá à. Dễ sướng nha. Anh Bê là con nào? Bê là con này hả? Xếp nhìn bố con này không thấy quen quen hả? Đúng rồi, The Beatles. Na 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 na. Em là London, London Eye. Customize thế nhỉ? Cái này của người ta hay của em? Của em. So cute. Đúng cả. Stand by me. And darling. Ngoài phải rửa giọng nó. Thường lắm. Mình xem.